Đây, đây là cái món đặc biệt nhất mà con gái thích nhất. Ba để ở đây cho con gái nha. Ngon chưa? Quá thơm luôn. Thôi, cảm ơn em. Này, của con nè. Đó. Nè nè con gái, cái món này là món đặc biệt của con. Thấy chưa? Còn cái món này cũng là món đặc biệt của con gái luôn. Mà con gái thích ăn chua chua là cái món này cũng đặc biệt của con gái luôn. Rồi món của em đâu? Của em đâu? Của em hả? Nè. Cái món canh này đó nha, là cái món canh đại dương. Bao la là nước luôn. Đó, ăn nước cho nó mát là của em. Gì mà ăn cũng không vậy? Ba nướng sườn đây nè. Tại biết sao không? Chờ ba gấp đó. Con gái, đây đây, ba sẽ gấp cái miếng. Ui, 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 ngon nha, ngon nha. Cái miếng này là tâm huyết đó con gái. Đó, ngon nha con gái. Sao vậy? Mẹ thấy là cái món này là cái món con thích nhất mà. Lúc nào con cũng nói là thích ăn sườn nướng mà. Sao nay ba làm mà con không ăn? Hay là không có đúng khẩu vị của con đúng không? Con không thích. Thôi không ăn sườn thì ăn ốp la vậy. Đúng rồi, ăn trứng đi ha. Con gái là thích ăn trứng từ hồi nhỏ tới lớn luôn á con gái ha. Con đã nói là con không thích. Uống mà không được á. Em khác họ khác chứ. Bây giờ em muốn cái điện thoại mới ra giống mẹ hơn em à. Anh nói nghe nè, để từ từ anh mua nha. Từ từ? Từ từ là khi nào? Thì để hết tháng này đi. Qua tháng sau cái anh đánh lương có tiền thưởng nữa, anh sẽ mua cho em liền luôn ha. Lại tháng sau? Quen anh em thiệt thòi quá à. Lúc trước em quen mấy người kia á, em chỉ cần nói thích cái một cái thôi là người ta mua liền à. Đâu cũng như anh đâu. Tự nhiên cái lôi người mới người cũ vô đây à. Thấy không được vui vậy đó. Thôi anh đừng có giận mà. Thôi bây giờ em thèm cua quá à. Hai anh chở em đi ăn cua nha. Cái chỗ mà nhà hàng hôm bữa á. À cái chỗ mà làm cua ngon ngon á đúng không? Đúng rồi chỗ đó. Cái chỗ đó anh thích cái gì chỗ đó lắm nha. Dạ. Mà để ngày mai đi được không? Tại vì hôm nay á anh bận rồi. Sao lại để ngày mai? Anh làm gì mà anh đi không được vậy? Hay là anh hẹn với em nào phải không? Không có,
Biết sao rồi, hôm nay á là tổng kết của bé My. Anh đã lỡ hẹn với bé My á là anh về anh chở bé My đi ăn rồi. Anh không có yêu em đúng không? Anh không đi, mình chia tay đi. Trời, em... Ừ thì đi đi, đi. Dạ, phải vậy chứ. Em yêu anh nhất trên đời luôn á. Đây. Tất cả là lỗi do anh mà. Anh không hiểu là tại sao lúc đó anh lại tệ bạc đến như vậy nữa. Anh không xứng đáng là ba của bé My. Anh đã làm tổn thương em rồi con. Mọi chuyện đã qua rồi mà anh. Bây giờ anh có trách mình cũng không có được gì hết á. Em biết là lúc đó anh chỉ say nắng thôi. Rồi anh sẽ hiểu rồi về với mẹ con em mà. Ai mà không có sai lầm anh. Quan trọng là bây giờ nè, anh biết sửa đổi, anh bù đắp lại cho mẹ con em. Em tin á là con nó sẽ tha thứ và hiểu anh mà. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ á là hai vợ chồng mình phải làm sao cố gắng để chữa lành cho con. Chứ bây giờ cái vết thương tâm lý đó em nghĩ là phải có thời gian anh à. Với lại càng ngày anh thấy con không, nó lại càng xa lánh anh thêm. Mỗi lần mà nó gặp anh nó lại càng khó chịu à. Nếu như mà mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn á, em nghĩ là hai vợ chồng mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi anh. Vậy là đi bác sĩ tâm lý tới mức độ đó rồi hả em? Ngày mốt em đi công tác mà hai cha con anh vậy á, em lo lắm.